Với nhiều ưu điểm thì đấu giá đất vẫn là hình thức được cả nhà nước và người dân ưu tiên lựa chọn khi đất sạch, mang lại nguồn thu cho ngân sách. Như đã đề cập ở trên thì để hạn chế việc thổi giá tạo sốt ảo, Hà Nội sẽ hạn chế giao đất cho cá nhân tự xây dựng nhà ở tại đất đấu giá, ưu tiên giao tổ chức làm dự án để tăng hiệu quả sử dụng đất. Khu vực đất đấu giá CT3 tổng diện tích 16.000 m2 thuộc ô quy hoạch C14 nằm trên mặt đường Đào Hinh thuộc phường Phúc Đồng này được quận Long Biên đấu giá quyền sử dụng đất để xây dựng nhà ở cho tổ chức vào cuối năm 2020. Ngay sau khi có kết quả trúng đấu giá và hoàn thành các nghĩa vụ tài chính, đầu năm 2021, đơn vị trúng đấu giá đã triển khai xây dựng 128 căn nhà ở thấp tầng. Dự án hoàn thành vào đầu năm 2023. Hiện đã có 1/3 nhà hoàn thiện để ở. Theo quy hoạch, đây là dự án nhà ở đô thị được thiết kế đồng bộ một kiểu kiến trúc, tạo mỹ quan đô thị cho khu vực. Khi chúng tôi nhận trúng đấu giá này thì chúng tôi có trách nhiệm phải xây dựng nhà ở. Thì nhà ở thì chúng tôi đã được phê duyệt thiết kế theo một cái thiết kế nhất định, một cái concept nhất định. Thì trong khi bàn giao cho khách hàng thì chúng tôi là bàn giao thô hoàn thiện mặt ngoài. Và khi bàn giao xong thì chúng tôi trong quá trình triển khai thi công của khách hàng thì chúng tôi cũng đã phối hợp với các chính quyền địa phương để đảm bảo cũng như là giám sát để đảm bảo các khách hàng thi công đúng các cái thiết kế đã được phê duyệt. Ngay bên cạnh dự án này là các khu đất có ký hiệu CT7, CT8 theo quy hoạch là nhà ở cao tầng cũng đã được các đơn vị trúng đấu giá triển khai xây dựng. Tại quận Long Biên hiện có hàng chục dự án đấu giá quyền sử dụng đất cho tổ chức đã được đấu giá thành công. Các chủ đầu tư sau khi trúng đấu giá đã triển khai ngay việc xây dựng các công trình theo đúng quyết định giao đất. Điều này giúp cho việc sử dụng đất hiệu quả, tránh hoang hóa, gây lãng phí nguồn lực đất đai. Về mặt cảnh quan, đương nhiên nếu các tổ chức mà đấu giá thì việc mà xây dựng là phải theo quy hoạch tổng mặt bằng. Nó sẽ được đồng bộ hơn, về mặt cảnh quan kiến trúc nó sẽ đẹp hơn so với cái việc mà từng hộ dân mà xây dựng. Việc mà cấp phép xây dựng cho hộ dân thì thường mỗi hộ dân người ta có một cách thức, một kiểu kiến trúc. Có thể về mặt chiều cao, về mặt hình thức thì có thể là giống nhau, nhưng về mặt xây dựng thì không một trường hợp nào giống nhau. Những năm gần đây, việc đấu giá đất cho hộ gia đình cá nhân và đấu giá đất cả khu đã được thành phố Hà Nội chỉ đạo các địa phương đồng thời triển khai. Mục tiêu là tạo ra sự đa dạng trong các loại hình nhà ở, đất ở, giúp người dân dễ dàng tiếp cận theo khả năng và nhu cầu. Tuy nhiên, không thể phủ nhận, việc đấu giá đất cho hộ gia đình và cá nhân đã bị giới đầu cơ chuyên nghiệp thâu tóm, mua đi bán lại, không sử dụng gây hoang hóa, không phát huy hiệu quả nguồn lực đất đai. Điều bất cập của cái đấu giá cá nhân đấy là nó tạo ra cái sự lộn xộn trong phát triển đô thị, tức là người phát triển manh mún, nó sẽ không có sự hài hòa, không có một cái nhà đầu tư chung để có thể kiểm soát được cái sự phát triển đúng theo những cái quy hoạch mà mong đợi. Ông nào cũng muốn mua nhanh, bán nhanh, cho nên đâm ra và những ông không xây dựng thì nó sẽ biến thành những cái khu đất hoang. Không chỉ trong các quận nội thành, việc đấu giá đất cả khu để xây dựng nhà ở đồng bộ về hạ tầng cũng đã được các huyện ngoại thành triển khai trong thời gian qua. Tại các huyện như Phúc Thọ, Quốc Oai, Thạch Thất, thị xã Sơn Tây, Thanh Oai, Thường Tín, hàng chục dự án đấu giá quyền sử dụng đất đã được các địa phương này triển khai xây dựng hạ tầng cơ bản để tổ chức đấu giá cả khu cho các nhà đầu tư lớn trong năm 2024. Mục tiêu hướng tới là tạo nên các khu dân cư nông thôn có hạ tầng đồng bộ theo hướng đô thị. Việc này nhằm đảm bảo lựa chọn được chủ đầu tư có đủ năng lực thực hiện dự án, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng đất. Chính sách đấy của cơ quan quản lý nhà nước thì thay vì là trực tiếp quản lý thì ủy quyền cho những doanh nghiệp có bất động sản, có tiềm lực họ thực hiện. Và cái tính đảm bảo của doanh nghiệp có tiềm lực đấy, nó về mặt tài chính nó sẽ được đảm bảo tốt hơn. Ví dụ như khi anh giao cho một đơn vị mà có đủ tiềm lực để mà xây dựng hạ tầng cả một khu đất, có nghĩa là cái tài sản hiện có của họ, cái uy tín của họ đối với cái tổ chức tài chính, tài trợ cho dự án ấy có. Và nếu mà có một vấn đề gì mà không phù hợp thì cơ quan quản lý nhà nước có thể có cách kiểm soát qua việc kiểm soát những cái chủ đầu tư đó, mà không phải kiểm soát qua từng đơn vị nhỏ thực hiện cái dự án nằm trong cái khu đất đó. Theo quy định tại Điều 126 Luật Đất đai 2024, nhà đầu tư tham gia đấu giá phải có đề xuất dự án đầu tư trên khu đất đưa ra đấu giá và tiến độ thực hiện dự án. Người trúng đấu giá phải đảm bảo hoàn thành dự án theo tiến độ nhưng không quá 5 năm kể từ ngày được bàn giao đất tại thực địa. Đây là một trong những điều kiện ràng buộc giúp cho việc đất sau khi trúng đấu giá sẽ được sử dụng đúng mục đích, tiến độ, tránh bỏ hoang, lãng phí như đã từng diễn ra tại nhiều dự án trên địa bàn thành phố thời gian qua.